gì mà thắc mắc không à? Thầy gì thắc mắc gì? Ai thắc mắc? Để mày hỏi hả? À? Ê cô. Dạ. Cho tôi hỏi hả? À? À, mà cái có cây tre mà nó nằm ở dưới sông á. Dạ. Tôi xin đặng tôi chặt, tôi làm cây giới. Dạ chú Sáu chặt đi. Biết sao không? Bây giờ cũng bỏ rồi. Dạ, nó nằm dạ. Ở dưới á. Dạ chú Sáu chặt. Vậy thì giờ nghỉ tới chiều luôn hả? Dạ, chiều luôn á. Giờ rút qua cổ cuvette luôn á. Vậy không ấy tôi kiếm vị lít rượu uống chơi được không? Dạ. Được không? Không. À, em biết thì tôi hỏi mấy cô này. Không có ông nhậu hết á. À, không có nhậu thì thôi. Không biết nhậu. Thôi, cái tình mà. Đi ăn cơm, gặp bữa ăn cơm. Thôi, không ăn rồi, ăn rồi. Đi công chuyện rồi mới về. Anh lấy cây lan qua cho anh Sáu ngồi chơi. Được rồi. Bây giờ nó cũng cạn kiệt rồi, giờ tới giờ kết thúc rồi. Rồi, biết rồi, nó có gì đâu. Đâu thì chăm mấy đứa lâu rồi ghé. Với hỏi với mấy đứa em ha. Dạ. Rồi, cái gì mình hỏi đàng hoàng. Dạ. À, bởi vì cái tre thấy nó ngã bị hởm á, anh làm cái vớn á. Anh làm cái vớn mà hôm qua cứ chưa làm cái này nước nó trôi mất mấy cây rồi, nãy lội kiếm mất tiêu mấy cây. Dạ. Ừ, chứ không gì hết trơn á. Cô nó mê lắm. Biết sao không? Hỏi gầy anh em mình nói đó. Dạ, khi dạ. Nào ghé anh Sáu. Dạ, dạ. Ví dụ ăn cơm đi. Lát ghé anh Sáu uống cà nói chuyện rồi chút xíu cho vui vẻ con. Vậy cho biết. Ăn cơm. Tại vì rất là... Ăn trễ thêm mấy bữa trước luôn á. Thì mấy chú mận ghé. Mấy giờ Khánh nha? 1:30 cậu Năm. Cậu Năm không có coi không? Con coi đi chứ... Coi. Đây, để coi đi coi đi. Dạ. Để tổng tài coi. 1:41. 1:30. Nói vậy đi cho nó thì để ăn cơm thì hồi ăn cơm xong rồi tới 2 giờ bắt con nhỏ này ăn cơm mà bắt nhỏ trả tiền á. Nước sao để chân nữa cho. Được không? Ủa chú Hoàng cắm rồi. Hả? Cắm rồi, trong bệnh không? Không rồi, không có rồi. Có rồi. Cô lo ăn cơm đi. Trời dạ. Ơi, có gì đâu. Có đây, có rồi nữa. Dạ, à, nước sôi có rồi. Dạ. Cô lo ăn cơm đi. Dạ. Bởi vì nãy giờ cũng thấy gà vàng. Không đối với tôi với bà với nó đâu có lạ. Lạ. Lạ mấy người á. Vậy em cũng có nút bên kia. Hả? Ừ? Còn bệnh viện Trung cả với anh Sáu. À dạ. Đúng rồi. Tại hồi đó bệnh nó lại đây mà. Dạ. Cái khối này kia. Dạ. Rồi làm mà ao vậy có cá gì dưới không? Dạ, con hết. Hả? Con hết chứ. Đấy. Không mà được chục con á. Để kìa nó. Mậu lệnh nha. Tụi nó hoàng bình không có nhà nha, không có. Mà cá đằng kia nó có đó. Dạ. Ừ. Giờ cái hồ nó bắt không được. Dạ, con hôm lấy chài rồi bắt. Qua chài được có một con cá mè cái chút. Có hôm nó có hồ ăn. Lúc đó cá dữ lắm à. Quần bắt cá. Nó bỏ cá gì nhiều lắm. Bằng bắt lúc đó hết rồi. À. Ủa thấy quần nè. Ăn đêm, mang lên quần cá bụng bắt xong mà được người vậy. Mà đó là người đông á. Người đông á. Chứ một hai thằng xuống này nhầm mẹ gì. Ở đây không biết ha. Vấn đề cá tôm. Ở đây có mấy tài. Vớn của tàu mà. Vớn tàu mà nó còn đổ mà ban đêm đụng rồi nó lượn hết trơn luôn, nó đổ luôn á, đổ luôn á. Nãy anh nhà gần á ha, nhà gần á mà nó còn chạy muốn chơi về ra nó thăm cũng hết nó, luôn nó đổ rồi nó lấy cái vớn luôn rồi lấy luôn trời đó. Trời ơi, nó mấy người đó giờ dữ trời đó. Hai bờ rào đi hoài.
hả? Ừ, nó đó, mấy người đó đó. Mấy người đó. Mấy người đó đó. Nó hỏi mình hỏi xưa hỏi được không? Thì thằng thì lập cũng liên thằng thì lập. Đó, cậu làm vậy cái cậu ký rót cái cây cậu đóng vô đây cái nó nở ra cái rồi con mà điều mới lần đầu thì nó hơi nặng nặng như con. Dạ. Ờ sao bữa vậy vậy là ông thức rưỡi là con vừa nè. Dạ. Ông thức rưỡi. Ừ. Ăn đồng với đủ mà không ra nhiệm vụ rồi vậy. Ừ. Thiệt tình không vậy sao? Thiệt tình ha. Thiệt tình. Vậy, thiệt tình. Không có tu gì vậy đó. Làm giỏi anh làm. Không có giỏi dở gì hết. Giao lại thằng có nhiệm vụ đó là. Nè cái này con thấy dưỡng làm cái này con thấy được không? Chịu không? Nó công công quá vậy. Mắt làm cái vẻ mỹ quan. Ta treo ta đó cái chịu đó được không? Mà cái này đưa vô cũng lỏng nữa. Nhưng mà nó lỏng mà tôi làm cái vụ. Nè cái vỏ dưỡng chưa gọt nữa nè. Cái này cái nó hư vỏ cái nó. Không. Cái vụ đó thì mấy ông muốn cần chêm đó phải không? Anh làm cái nào chêm cái đầu này. Chêm phải không? À, ừ, cho rồi. Cái gốc tre nè. Ừ, đúng rồi. Chặt rồi cho mượn cái con dao à. Không, con dao không có công đâu. À, con dao này được không? Cái con dao tôi mất mặn. Vậy cái anh em cái gọi cứng ngắc. Dạ, sáng ta làm cái gì đó. Cái gì? Ổi là tre. Cái tre đi Dượng. Không, nếu cần bào Dượng đem về Dượng mượn một bào Dượng bào. Cái tre đi Dượng ơi. Không, cái tre được rồi. Cái tre được rồi. Giờ Dượng 6 thì làm dùm hến cô liêm. Còn 5 thì làm cái xà bách vuông. Dượng 4 thì làm cái bù cào. Cậu năm này làm cái làm như thay thế cái cuốc. Dạ. Vậy cái bữa. Cậu năm mặc áo sơ mi đều giống giám đốc quá. Ừ đó, cậu năm giám đốc mà. Rồi cái lưỡi đâu rồi ông Tư? Đây nè. Đây nè. Rồi thì không biết thì cái nhiệm vụ ai làm nó biết à chứ không. Dạ. Cái vụ này thì tôi rành tôi biết rồi tôi làm cho nó vậy thôi. Nó không xe nãy dự to đâu. Mới đầu mới chặt đầu đây mà. Kệ ủa. Ngay chân cậu Nam. Trời ơi. Bên rồi còn nổi. Nhiều khi đây mình có muốn cút đất hay là muốn cào cỏ ghét hay là muốn giật dừa thì cũng có đồ. Mình làm xong rồi mình đem vô nhà mình cất luôn. Thế nhiều khi mình để lạc đây, mốt mình khỏi kiếm. Đúng bài bản là nếu mà giật không rớt cái dừa thì không lấy tiền. Không chấm công ha. Không. Chất lượng hay không chất lượng gì cái vụ đó để tính sau đi. À mình buộc mình quấn xuống dưới mình quấn ngược lên tên vậy hay gì? Chứ gì? Đúng rồi. Vậy đó, giờ nó bảo đảm thì coi như mà 90% chứ đừng nói 100% là nó không bao giờ xúc. Chừng nào từ khi nào một cái ruột xe thì một ruột xe thì nó ruột thôi à. Chứ bây giờ buộc cái này là coi như là ngon rồi đó. Khô thì nó cũng rút vô mà tươi thì nó nằm đó mà khô nó cứ rút vô. Rồi chưa cho mượn dao coi giờ giật thử con trái dừa nào giật thử con trái dừa nào ha hay đi khô giật thử dừa khô đi kìa. Ủa ha dừa nào uống đi chú Hoàng. Chú Hoàng uống không? Chú Nam uống không? Uống không giật ra thử trái dừa khô dừa nào cho uống ra mở màn à. Rồi thôi không uống không uống là không uống giật dừa khô à. Giật cái tao đá tao nó thôi rồi ai kêu giật chứ. Giật tao nó mò nan luôn. Ngon cậu Nam ơi. Hả? ngon đó. Ồ giật cái gớt hai tái. Cái hiệu quả được phải không? Dạ. Được ngon lành. Chất lượng. Vậy nếu mà muốn giật giờ nào giật cho anh tái uống luôn giật không bao giờ xúc. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Đó.
À, vừa nạo luôn. Nè, mé đó nó hơi lép lép rồi cậu nêm cho nó ấy luôn. Đâu hai nghiên cứu lại coi. Nêm coi. Đâu coi. Đâu bảo đảm không? Bảo đảm. Hiểu rồi. Bảo đảm không? Đâu dựng sáo gờ gờ thế. Đâu, không có gờ để tôi coi tôi nghiên cứu gờ 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 là gờ cái gì. Nêm giọng vô đá, nêm bùm bùm mà nó thúc vô vậy á. Cháo nó gị nó bổ xuống thôi không vụ. Cho nó mập ra vậy thấy chưa? Ừ. Phải có miếng xa miếng ấy nghe miếng sắt nên ngay xuống giữa bảo đảm luôn. Thôi vậy đi. Không có gì cái này có trời gị cũng chưa ra nữa ông nội ơi. Ừ, có vậy. Vậy thì có đầu thì con thể ăn nặng chút thôi sao. Sao cái nó ngon. Không biết thì là ta tập tạm chứ. Không biết thì làm cho giỏi. Đúng không? Nó vậy đó, ông bà ta nói vậy đó. Gần thấy em nè. Kéo gần năm cuốc thử đi, thử. Thử cuốc hả? Dạ. Cuốc mình lắp lại ha. Cái này cuốc cây cỏ. Cái này cuốc trên mặt đất nè cậu Nam, chứ không phải cuốc xuống đất. Dạ. Lại mấy cỏ. Cậu Nam không có biết cái cây này. Vậy là không biết dãy cỏ á cậu Nam, dãy như dãy tên mặt của nó á. Dạ vậy đó. Cứng cáp phải ngon không cậu Nam? Được con ơi. Ngon phải không? Ngon hơn dao phải không? Ngon hơn. Nè. Nhanh hơn dao. Đúng rồi. Phải không? Dạ. Vậy ngon hơn dao nha. Dạ. Nó đang đóng được ổ rồi á. Cậu Nam làm ngon hơn dao. Lá nha. Dạ. Phải không? Ngon hơn dao. Ngon hơn. Nhanh hơn. Nhanh hơn dao. Dạ. Mà đỡ mỏi lưng, mỏi mỏi giò, khỏi khum. Đúng rồi. Rồi rửa dẻ mấy con. Dạ. Mấy ông làm xong thì mấy ông cũng mới vừa chạy về rồi. Thì clip của anh tới đây cũng đã hết rồi. Khánh cảm ơn ông bà, cô chú anh chị rất nhiều nha. Thôi có gì hẹn gặp lại em chú ông bà cô chú anh chị và bạn vào clip sau. Mỗi giờ thì Khánh xin chào và xin hẹn gặp lại nha.